Hello toàn thể anh em nha. Rất nhiều anh em hỏi em Thanh có bán loa kéo không. Thì hôm nay em cũng xin phép được quay cho anh em về một con loa kéo. Con này thì hãng là Sunny Bob. Nói chung là loa kéo này thì cứ thi thoảng em lại nhập một vài cái mã mẫu mới về. Nào nó hay thì em lại tiếp tục bán, còn không thì em lại nhập cái mẫu mã nó độc đáo hơn. Thì trong clip này thì em lên cho anh em mời một con gọi Sunny Bob 330 nhé. Và em cũng xin phép chia sẻ với anh em là ở lên sóng YouTube này sẽ bán con này giá rất sốc thôi. Con này em bán chỉ có 3,5 triệu thôi anh em nhé, 3,5 triệu thôi. Đấy. Giá chưa có vận chuyển anh em nhé, 3,5 triệu cho anh em con này. Sau đây em sẽ mở ra và sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Vâng, em Thanh đã mở được con loa ra rồi anh em nhé. Đang bật Bluetooth và bật nhạc lên này. Quả loa 330 đã kéo vân gỗ rất đẹp. Ba xe bánh trắng đét luôn. Một đôi loa kéo có thiết kế rất là bắt mắt anh em nha. Cái căng được dập và rất là đẹp này. Đấy, Sunny Bob. Thùng thì được dán giấy vân gỗ Sibili. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Và hệ bo mạch cũng rất là chuyên nghiệp. Con này thì nó là ba giải nhé, nó có một chép này, một chung một bát 30. Đấy, mẫu mã thiết kế rất là đẹp. Em sẽ quay gần để cho anh em xem bo mạch của nó rất là hiện đại luôn. Và giá em bán thành lý cho anh em rất rẻ, chỉ có 3,5 triệu bộ một chiếc này thôi. Anh em chú ý này, nó có hai khu vực bên phải đây là khu vực về volume của đường nhạc, thì nó có volume tổng này, có chép này, có bass này. Đấy, chúng ta có thể chỉnh bass chép được. Đấy, rất là hay. Cũng tương đương với phần nhạc thì nó có phần mic. Thì ở đây phần mic của chúng ta thì nó cũng có volume tổng của mic này. Đấy, có chỉnh bass chép của mic. Đấy, đây là cái tay mic của nó này. Rồi. 2 6 7 9 Con này echo rất hay. 2 6 9 10 Đấy nhá anh em nhá, đây là phần chỉnh về bass chép của mic này. Đấy, và mic tổng này. Rồi tiếp đến chúng ta có những cái nút gì. Chúng ta có repeat này, có delay này. Và con này rất là hay, nó có hai delay luôn. Đây này. Nó có delay 1, delay 2 và echo tổng này. Đấy. Đây là hai cái nút cho đàn. Anh em có thể cắm ở đây, guitar. Đấy. Rất là tiện lợi trong cái sử dụng. Ở đây thì các chế độ thì anh em ấn mode để ra Bluetooth và anh em bắt vào thôi. Còn nếu anh em mà bắt bằng dây thì anh em mà cắm dây trực tiếp vào đầu in của nó ở đây. Còn đường out này anh em có thể cắm ra một cái điện thoại để livestream. Đấy. Con này có thể chạy trực tiếp từ acquy 12V ở câu ở ngoài. Còn không thì ở trong này nó có một bình acquy rồi, chạy liên tục khoảng được 4 tiếng. Với cơ bản thì cái mẫu mã này khá là đẹp, giá hợp lý. Em sẽ tặng cho anh em thêm một cái chống lăn mic nữa nhá. Đấy, nguyên bản nó chỉ có thế này thôi. Đó. Rất là đẹp. Nó có một cái dây sạc. Khi sạc đầy nó sẽ chuyển sang màu xanh rồi đây. Đó. Rất là hợp lý với cái mức đầu tư 3,5 triệu cho những các bác mà có không gian phòng nhỏ. Những bác ở trọ này, thuê này. Hoặc là những bác mà thích một bộ một cái loa mà có thể vừa hát vừa xem tivi nghe nhạc. Đấy, mà giá thành hợp lý thì anh em có thể cân đối con này. 3,5 triệu nha anh em nhé, chưa có phí vận chuyển. Anh em ở gần thì em sẽ bao ship nhá. Còn nếu ở xa sẽ cộng thêm phí vận chuyển giúp em. Đấy, giá thì bao rẻ trên thị trường luôn cho anh em. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.